Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Quả báo sát sanh. Sự thù oán lớn nhất của thế giới không gì hơn là sát sanh. Cho nên nói, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Nếu quý vị giết cha, anh của người ta, thì người ta sẽ giết cha, anh của quý vị. Cứ như vậy mà tàn sát lẫn nhau, không bao giờ chấm dứt. Bởi nhân sát sanh quá nhiều, cho nên quả báo đến rất mau, gọi là hiện thế hiện báo, tức quả báo hiện tiền. Tại sao người thời nay hay phát sanh nhiều chứng bệnh lạ kỳ như vậy? Nói tóm lại một câu, đó là từ sát sanh mà ra. Quý vị giết mạng chúng sanh, thì chúng sanh sẽ tìm đến quý vị để đòi mạng. Đối với những thứ bệnh tật kỳ quái đó, bác sĩ cũng đành bó tay thôi. Thế thì quý vị nên làm sao đây? Tức là quý vị phải nên thành tâm sám hối, sửa đổi lỗi lầm, để làm lại con người mới, và làm nhiều việc công đức có lợi ích cho chúng sanh. Như thế mới có thể tiêu trừ được các tội nghiệp từ xưa nay. Nếu quý vị không làm như thế, e rằng quý vị sẽ không dễ gì lành bệnh được. Đây là chân lý chứ không phải là mê tín đâu. 1. Ung nhọt mặt người đời hiện tại. Hôm nay tôi sẽ kể hai công án về chuyện sát sanh. Vào khoảng năm 1945, có Hòa Thượng Đại Minh trụ trì chùa Thừa Thiên, tỉnh Tô Châu, Trung Hoa. Hòa thượng này tuy là người theo đạo Phật, nhưng tin theo ngoại đạo, và trong chùa lại thờ cúng tiên hồ ly. Do đó, hồ ly ở chùa này ra vào tự do mà không bị ai xua đuổi, và nó cũng không sợ người. Người và hồ ly cùng ở chung một cách bình an. Lúc bấy giờ, Hòa thượng đang bế quan nhập thất ở chùa này để duyệt đọc Đại Tạng Kinh. Hồ ly cũng đến phòng Hòa thượng cùng tu. Trong lúc Hòa thượng đọc kinh, nó nằm ngủ trên tấm đệm lạy Phật của Hòa thượng. Đến khi Hòa thượng muốn lạy Phật, thì Hòa thượng nói với nó, "Ta muốn lạy Phật, mày ra ngoài đi." Lúc đó, hồ ly bèn ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng. Chờ khi Hòa thượng lễ xong, nó lại trở vào và tiếp tục ngủ trên tấm đệm bái Phật. Ngày nào cũng như vậy, trải qua một thời gian dài và hai bên trở thành như bạn đạo. Một ngày kia, Hòa thượng có chút hơi nóng tính. Đến lúc muốn lễ Phật, Hòa thượng bảo nó, "Mày mà không đi ra ngay, tao sẽ đánh chết mày đấy." Hồ ly trừng mắt nhìn một cái, như không màng gì đến Hòa thượng, rồi nó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Có lẽ nó nghĩ đại khái là, dù sao người xuất gia cũng có hoài bão từ bi, dùng phương tiện làm cửa ngõ, cho nên nó không đi. Thế là lúc bấy giờ, Hòa thượng phát giận nói, "Sao lại thế? Thật quả là khách mà muốn lấn át luôn cả chủ nhà à? Tao đánh chết mày đây." Nói xong, Hòa thượng lấy cây gậy ra oai để dọa cho nó đi. Nhưng hồ ly vẫn không thèm để ý đến. Đang trong cơn nóng giận, Hòa thượng quơ gậy quất xuống một hơi. Không ngờ trật tay, Hòa thượng đánh bể đầu hồ ly, khiến máu chảy nhuộm đỏ cả tấm đệm lễ Phật. Quả thật là Hòa thượng đã đánh chết nó rồi. Hòa thượng vì phạm tội sát sanh, cho nên trong lòng hối hận vô cùng, và không biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Nghiệp tội này làm sao tiêu được đây? Nghĩ qua, nghĩ lại, cũng nghĩ không ra cách nào. Bỗng nhiên, linh tánh Hòa thượng chợt nhớ có người đã nói là, nếu đánh chết hồ ly và đem thịt nó cho người khác ăn, thì sẽ tiêu được nghiệp sát. Thế là Hòa thượng lóc da hồ ly và đem thịt cho mấy người làm công ăn, tưởng như vậy là đã xong chuyện. Không ngờ 7 ngày sau, linh hồn Hồ Ly đến nói với Hòa Thượng rằng, tôi đã đến Diêm Dương tố cáo ông rồi, ông phải đền mạng cho tôi. Hòa Thượng đang trong lúc thiền định mà nghe như vậy, cho nên kinh sợ muôn phần. Thế là Hòa Thượng bắt đầu niệm chú Đại Bi. Nhờ sức gia trì của bài chú, Hồ Ly không thể đến gần Hòa Thượng, cho nên nó không có cách nào làm hại được ông. Nhưng nó cũng không chịu bỏ đi, và lúc nào nó cũng đến quấy nhiễu ông. 7 ngày sau, Hồ Ly biết là tự mình không thể báo thù, nên nó đi xin viện binh. Quý vị đoán thử xem, nó xin viện binh nào đây? Thì là âm hồn binh sĩ Nhật Bổn chết trận trong thời Nhật Bổn xâm lăng Trung Hoa. Hồ Ly chiêu tập được rất nhiều đội quân đến, rồi chúng dùng đại bác bắn vào thân Hòa Thượng. Nhưng chúng quanh tạc rất nhiều ngày cũng bắn không trúng Hòa Thượng. Tại sao? Bởi vì Hòa Thượng lo tập trung hết tinh thần để tụng trì chú Đại Bi, không rời khỏi chỗ ngồi, cho nên đạn pháo bắn không trúng mà cứ rớt rơi chung quanh Hòa Thượng. Trải qua nhiều ngày không ăn, không uống, Hòa Thượng thực sự đã sức cùng lực kiệt. Trong phút chốc, Hòa Thượng cảm thấy tinh thần mơ màng hốt hoảng, và chẳng may đầu gối bên phải của Hòa Thượng bị trúng pháo. Thế là âm binh Nhật Bổn liền rút lui ngay. Hòa Thượng thoát được trận uy hiếp pháo kích, cho nên trong lòng sung sướng vô cùng, vì tưởng đã hết chuyện. Vừa mới nghĩ như thế, Hòa Thượng cảm thấy đau nhức ngay chỗ bị trúng pháo. Hòa Thượng cúi đầu nhìn xuống, thì thấy đầu gối bên phải mọc lên một mục nhọt giống hình mặt người, cũng có miệng, có răng. Vết thương vừa sưng vừa đau nhức, không thuốc men nào chữa khỏi. Vào một ngày kia, có người nói với Hòa Thượng, lấy thịt mỡ đắp lên miệng mục nhọt thì sẽ hết đau. Hòa Thượng thử làm theo, và quả nhiên có hiệu quả. Nhưng khi miếng thịt mỡ bị mục nhọt mặt người ăn hết, Hòa Thượng lại bắt đầu bị đau nhức trở lại. Và cứ vậy mà Hòa Thượng bị mục nhọt hành hạ hoài, khổ không kể xiết. Trải qua nhiều ngày đau đớn, Hòa Thượng chợt giác ngộ rằng, chỉ có tiêu diệt hết nghiệp chướng mới có thể khỏi khổ đau. Thế là Hòa Thượng hết lòng lo tu hành, và không đếm xỉa đến sự đau nhức nữa. Hòa Thượng cố nhẫn chịu 100% đau đớn, và nhất tâm lo lễ Phật, sám hối nghiệp sát sanh. Trải qua 3 năm sau, Hòa Thượng mới hết bệnh. Hòa Thượng này là vị chân thật tu hành. Ngài đã thường đi các nơi tham vấn, học hỏi cùng các bậc thiện tri thức, và cũng từng đi triều bái 4 ngọn núi lớn danh tiếng: Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn, và 8 ngọn đại tiểu sơn ở Trung Hoa. Hòa Thượng là vị rất có đạo hạnh. Tuy lỡ tay đánh chết Hồ Ly, nhưng Hòa Thượng cũng phải sám hối lễ Phật mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Do đó, chúng ta nên biết nghiệp báo sát sanh là tệ hại nhất. Quý vị chú ý đấy, không được sát sanh, mà nên làm nhiều công đức phóng sanh. Nếu quý vị tùy ý sát sanh, thì sẽ bị mấy thứ bệnh kỳ quái không cách nào chữa trị được, hoặc nữa sẽ thành người tàn phế, rồi hối hận trọn đời. 2. Mục nhọt mặt người đời quá khứ. Thời vua Ý Tông đời Đường, có vị quốc sư tên gọi là Thiền Sư Ngộ Đạt. Khi sư ở chùa Cư An, tỉnh Trường An giảng kinh, vua Ý Tông đã thân hành đến nghe pháp, và đặc biệt ban tặng cho sư một bảo tòa bằng trầm thủy đàn hương. Lúc bấy giờ, Thiền Sư sanh tâm kiêu ngạo, tự cho mình là bậc cao tăng nhất đời, không ai sánh bằng. Không ngờ trong tâm vừa mới khởi vọng tưởng, tức thần hộ pháp liền bỏ Thiền Sư mà đi. Thế là quan gia trái chủ đã theo sư 10 đời, nay tìm được cơ hội phục thù. nó bèn đánh một chưởng vào ống quyển sư. Rồi từ đó, đầu gối thiền sư phát nổi lên một mụt nhọt mặt người, có lông mi, có mắt, có miệng, có răng. Mỗi ngày nó phải được ăn thịt, uống rượu. Nếu không cho nó thịt rượu, thì mụt nhọt lại hành đau nhất. Khổ không thể tả. Bao nhiêu thầy thuốc cũng bó tay, vô phương cứu chữa. Trong lúc thiền sư Ngộ Đạt chưa được chức vị quốc sư hiển đạt vẻ vang, có một năm ở chùa tại Trường An, sư gặp một vị tăng đang khổ sở vì bị mọc mục độc quái ác. Mụn nhọt chảy nước, chảy máu trông thật là dơ bẩn, lại còn xông lên mùi hôi thối, khiến cho người ta muốn nôn mửa cả ra. Ai nấy cũng không dám đến gần vị tăng bệnh. Lúc đó, thiền sư Ngộ Đạt đang ở phòng kế bên, ngày ngày sang chăm sóc vị tăng bệnh này. Thiền sư hết lòng phục dịch, dâng cơm nước và rửa ráy vết thương cho vị tăng, mà không ngại gì đến mùi hôi thối bẩn thỉu. Thời gian trôi qua, chẳng hay chẳng biết, hè qua rồi thu lại. Đến lúc khí hậu trở nên mát mẻ, mục độc của vị tăng cũng dần dần lành lặn. Lúc sắp chia tay, vị tăng bệnh nói với thiền sư Ngộ Đạt rằng: "Cảm ơn Ngài đã chiếu cố đến tôi. Sau này, nếu Ngài có chuyện gì nan giải, hãy đến Mông Sơn ở Tứ Xuyên tìm tôi. Trên núi có 2 cây đại tùng làm dấu hiệu. Tên tôi là Ca Nặc." Thiền sư Ngộ Đạt hồi tưởng lại chuyện xưa, bèn lên Mông Sơn tìm vị tăng bị mục độc lúc trước. Từ xa trông lên lưng chừng núi, sư đã thấy có 2 cây tùng cao ngất tầng mây. Khi đến trước 2 cây tùng, sư phát hiện có một ngôi chùa bằng vàng chói sáng rực rỡ. Vừa định đi tìm, thì đã thấy vị tăng đang đứng đợi trước cửa chùa mỉm cười, rồi đưa sư vào. Sau khi thiền sư Ngộ Đạt đảnh lễ vị tăng, sư bèn kể rõ về nỗi khổ của mình. Vị tăng bảo thiền sư sáng hôm sau xuống phía mỏm đá dưới con suối để tẩy rửa vết thương, như thế sẽ lành bệnh. Sáng ngày thứ hai, chú Tiểu Đồng đưa thiền sư đến mỏm đá dưới con suối. Vừa lúc định rửa vết thương, mục nhọt mặt người bèn phát ra tiếng nói: "Hãy khoan rửa, giữa chúng ta có mối oán thù chưa hết. Ngài là bậc cao tăng, từng đọc rất nhiều kinh sách, nhất định là Ngài đã đọc qua lịch sử Tây Hán rồi. Vậy Ngài có biết chuyện Viên Án chém ngang lưng Triệu Thố không? Viên Án là Ngài bây giờ, còn Triệu Thố chính là tôi lúc trước. Ngài đã 10 đời làm thầy tăng, tu hành nghiêm chỉnh, cho nên tôi không tìm được dịp báo thù. Bởi Ngài sanh tâm kiêu mạn, nên tôi mới có cơ hội chui vào. Ngày nay, nhờ tôn giả Ca Nặc từ bi, muốn hòa giải mối oán cừu giữa chúng ta. Ngài dùng pháp thủy tam muội tẩy rửa cho tôi. Vậy từ nay về sau, tôi sẽ không còn oán hận Ngài nữa." Sau khi quốc sư Ngộ Đạt nghe xong, hồn phiêu phách tán đến 9 tầng mây. Thiền sư vội vàng vốc nước rửa mục nhọt độc, nhưng sư lại cảm thấy đau nhói tận xương tủy, rồi ngã ra hôn mê bất tỉnh. Sau một thời gian lâu, khi chợt tỉnh lại và nhìn xuống đầu gối thì không còn thấy dấu vết mục nhọt độc nữa. Bấy giờ sư mới biết vị tăng đó là bậc thánh tăng. Quốc sư định trở lại chùa để chiêm ngưỡng và lễ bái vị tăng, nhưng vừa quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ngôi chùa đâu cả. Thế rồi sư kết cỏ dựng lều ở tại nơi đó và sớm chiều chăm lo lễ tụng. Quốc sư là tác giả của bài Sám Pháp, như ngày nay chúng ta biết đó là bản Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, gồm có 3 quyển vậy. Qua 2 câu chuyện trên, tuy có khác chút ít, nhưng phần lớn là giống nhau, đều là cảnh giác cho người ta biết rằng nhân quả báo ứng thật không sai sót mảy may. Chuyện thứ nhất là sự báo ứng hiện ngay đời này, còn câu chuyện thứ hai là sự báo ứng đến 10 đời sau. Nói tóm lại, khi nghiệp duyên thành thục là thời vận của chúng ta cũng đã đến lúc, và rốt cuộc phải chịu quả báo thôi. Hôm nay tôi nói về hai công án này để cho mọi người hiểu rõ sát sanh là có hại, và đừng nên xem đó như trò chơi con nít. Hiện nay khoa học ngày càng tiến bộ, cho nên vũ khí giết người cũng sẽ càng tệ hại hơn. Bao thứ nhân quả họ đã gây ra thì làm thế nào tiêu trừ cho được? Hiện nay thế giới đang trong cảnh đen tối đầy chướng khí, đụng một chút là cuộc đại chiến sẽ bùng nổ. Bọn ma quỷ oán hờn sẽ mượn cớ này để báo thù, nhưng oan oan tương báo biết đến bao giờ mới hết đây? Trừ phi là không sát sanh, nếu không chúng ta vĩnh viễn sẽ không có ngày được bình an. Giảng ngày 15 tháng 4 năm 1984. Ha ha ha,